Mới đây, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, Thời cơ và Thách thức. Tại hội thảo, các chuyên gia đã thuyết trình và cùng thảo luận về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cơ hội và thách thức của Việt Nam, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, thời cơ và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, kiến nghị nhà nước có các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Hội thảo một lần nữa khẳng định ý nghĩa của việc thành lập AEC với các nước thành viên. Việc tích cực và chủ động tham gia AEC sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho các thành viên ASEAN như tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, tạo ra nhiều việc làm hơn, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ hơn, phân bổ nguồn lực tốt hơn, tăng cường năng lực sản xuất và tính cạnh tranh.